quay vlog ăn cơm, ai ngờ giữa chừng bị thằng đệ xuống mất cục hết. Chính là hôm nay nổi hứng quay clip ăn cơm cho mọi người xem. Vừa mới chỉnh góc quay rồi hello mọi người một cái mà quay qua quay lại cục thịt nó bay đi đâu mất tiêu. Nhìn kỹ lại hóa ra là con gà nhà mình đã hóa thân thành kê tặc, cướp mất miếng thịt khỏi tô cơm thanh niên. Hẹn quá hóa giận, chàng trai nhà ta vì quá bực nên liền bật tốc hành rượt theo tên trộm. Ấy thế mà thanh niên đâu có ngờ đó chỉ là kế Dương Đông kích Tây mà thôi. Nhưng lúc bé gà kia đánh lạc hướng, một đám gà khác đột ngột xuất hiện rồi xử sạch sẽ tô cơm của chàng trai luôn. Xem đến đây cư dân mạng cũng đã để lại nhiều bình luận hóm hỉnh. Đúng là hảo kế sách tại hạ xin bái phục. Hai, quả này lại có một nồi lẩu gà ăn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh Tin Nhanh Quanh Ta để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày bạn nha.